Nhiều máy quay, rất nhiều góc quay khác nhau. Và đây là một cái sự làm chuyên nghiệp mọi người. Mọi người có thể thấy là các thiết bị của kênh này rất là chuyên nghiệp. Rất là nhiều đồ luôn. Không biết bao nhiêu là máy quay, không biết bao nhiêu là đèn flash, đèn rồi các loại đèn, các máy quay rồi các loại mic rồi đó kia, bản thân hàng đang phải gắn một cái mic này. Đó. Rất là nhiều mic, nhiều máy quay này. Tuyệt vời. Nói chung là khi mà mình tiếp xúc với một ekip làm việc chuyên nghiệp, mình cảm thấy mình sao mình đơn giản thế, chỉ dùng một chiếc điện thoại thôi. Các bạn ấy dùng rất là nhiều đồ. Đấy, mọi người thấy công tác chuẩn bị cũng rất là cầu kỳ. Có một bạn thư ký, bạn sẽ ghi chép lại tất cả mọi thứ. Các bạn đạo diễn cho tới quay phim. Bởi vì là bạn sau đi quay ở trong cái thời điểm là khi mà quán hàng cũng chưa có thực khách ấy, nên là lựa chọn cái thời điểm đó để có thể chủ động hơn. Và hôm nay bạn ấy yêu cầu cái món là bao tử dê sông đá. Cái món này thì không có trong menu nhà hàng đâu nhé, mà là hôm nay bạn ấy quay về chuyên chủ đề về bao tử lợn, bao tử các loại bao tử con vật đấy, thì là bạn sẽ qua để quay về cái món bao tử này. Tức là cái thịt kia nó sẽ chín bằng cái đá kia mà bằng với bia. À, chuẩn bị bia nữa bạn ơi. Cho anh mấy lon bia, chai bia ra đây. Có bia không nhỉ? Cơ nhỉ? Cơ ơi, món này phải có bia chứ hả Cơ? Có, cho anh bia ra đây. Rồi, đợi em xíu này. Cương là bạn thân của Hà mọi người. Hôm nay Cương đảm nhiệm vai trò đầu bếp. Hà thì phỏng vấn thôi. Đây là những nước sốt đặc biệt. Cho những nước sốt mà chỉ có nhà hàng mình có thôi. Rất là phòng tay đấy. Một bạn đó là cứ hỗ trợ Cương đi. Rất là cầu kỳ mọi người ạ.
để mọi người thể thấy là khi mà làm lên một video nó vất vả như nào không? Hậu kỳ, hậu trường, mọi thứ rất là mệt luôn. Với những kênh lớn đấy, các bạn có thể nhìn thấy các thiết bị quay rất là nhiều, 6-7 máy quay, rồi thì cho tới là mic, rồi là ánh sáng, rồi cho tới là đạo diễn, cho tới là bạn thư ký, rồi diễn viên, rồi các thứ rất là nhiều, chứ không đơn giản chỉ là cứ thế là quay là lên xong. Kênh của Hà thì đơn giản hơn rất nhiều, kênh của Hà thì quá là đơn giản rồi nói, nhưng mà những kênh mà họ lớn như này thì họ thực sự luôn, họ đầu tư rất là chuyên nghiệp. Cái này là mình giao vào người đúng không em? Cái này mình giao vào người đúng không? Cái nào? Cái máy này này. Không có. Mọi người thì thấy ánh sáng ở chỗ bạn ấy sáng hẳn lên so với bên ngoài không? Rất là nhiều đèn. Đây, một đèn này, hai đèn này, ba đèn này. Bạn đã bắt đầu ăn đấy mọi người. Các bạn bắt đầu ăn đấy. Chưa có anh Khoa là người Việt Nam nhưng anh đang là công tác về kênh đấy. Rất là nhiều cộng sự đang ở phía sau nữa. Cái này bây giờ mình ấy đúng không? À, cái này bây giờ mình làm lại đúng không? Đúng rồi, phải trắng trắng này nhìn nó đỡ. Là nguội ấy, để tính ra là cái kiểu là cắt nào phải có cái này chút đấy, phải có bị nguội chút ấy, cái này. Mọi người thông cảm là do là cái quá trình diễn nó lâu quá thành ra làm nguội, là phải đọc lại. 30 mấy phút này. Nhìn các bạn ăn ngon lắm mọi người. Quay cũng các bạn Vân xong rồi thì Hà kết thúc video ở đây nhé mọi người nhé, để cho các bạn làm việc. Cảm ơn mọi người đã xem video của Hà nhé. Cảm ơn anh nhiều. Cảm ơn anh Hà nhiều. Rất là thú vị. Lần đầu tiên các bạn có những món như thế này và không biết là. Đây xin lại. Tiếp tục nhé.